đánh bại Liverpool 3-1 trong trận chung kết diễn ra trên sân Olympic Kit. Real Madrid tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Ngôi sao người xứ queo vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-1 trước Liverpool trong trận chung kết Champions League. Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp bảo vệ danh hiệu Champions League. Đây là cúp bạc thứ 4 trong 5 mùa giải gần đây, qua đó giúp Los Blancos khẳng định sự thống trị tại giải đấu này. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Có mặt ở trận chung kết Champions League 2018, Ronaldo và Ryan đã phải nỗ lực rất nhiều. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình kiên trắng lên ngôi vô địch C1 năm thứ 3 liên tiếp để thấy họ xứng đáng như thế nào. Ở Champions League mùa 2017-2018, Real nằm ở bảng H cùng với Tottenham, Dortmund và Apoel Nicosia để được xem là bảng đấu tử thần của giải đấu. Real Madrid chỉ gặp một chút khó khăn trong hai trận đối đầu với đại diện nước Anh Tottenham. Tuy nhiên, thành tích tốt trước Dortmund và Apoel đã giúp cho đại diện Tây Ban Nha đi tiếp vào vòng trong. Sau 6 trận đấu, Real Madrid có 4 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua, đứng thứ 2 bảng H với 13 điểm. Ở vòng 1/8, Real đối đầu với gã nhà giàu nước Pháp PSG. Bước vào trận đấu lượt đi vòng 1/8, nhiều ý kiến còn tỏ ra quan ngại cho Real bởi Paris Saint-Germain là thế lực mới của bóng đá châu Âu với những bản hợp đồng thế kỷ mang tên Neymar hay Kylian Mbappe khi ấy. Tuy nhiên, tại Bernabeu, đoàn quân của huấn luyện viên Zinedine Zidane và đặc biệt là Ronaldo một lần nữa chứng minh tại vì sao mình là đội bóng vĩ đại nhất châu Âu khi ngược dòng đánh bại PSG với tỷ số 3-1, trong đó cầu thủ Bồ Đào Nha là người hùng với một cú đúp bàn thắng. Pha lập công còn lại thuộc về Marcelo ở phút 86. Bước vào trận lượt về, áp lực phải ghi thật nhiều bàn để lấp đầy cách biệt 1-3 trận lượt đi, khiến đôi chân của các cầu thủ PSG trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ý định đánh phủ đầu đối thủ của PSG bất thành khi chính Real Madrid chơi tấn công hay hơn với bộ đôi tiền đạo Ronaldo Benzema. Không ghi được bàn lại bất cẩn trong việc ngăn cản đối phương tấn công, PSG đã phải trả giá đắt cho những sai lầm chết người của mình. Từ tình huống để mất bóng giữa sân của hậu vệ chủ nhà Dani Alves phút 51, Marco Asensio thoát đi phối hợp với Lucas Vázquez trước khi thực hiện pha căng ngang cho Ronaldo đánh đầu mở tỷ số. Paris Saint-Germain may mắn có bàn gỡ ở phút 71 do công của Edinson Cavani, nhưng tất cả lại đâu vào đấy khi mà Casemiro tận dụng sai lầm của Rabiot để ghi bàn ấn định kết quả 2-1 của trận lượt về. Chung cuộc, sau hai lượt trận, Real thắng với tổng tỷ số 5-2 để giành vé vào tứ kết. Đối thủ của Real ở vòng tứ kết là Juventus. Trận đấu trên sân Juventus ở lượt đi đã diễn ra vô cùng thuận lợi với nhà đương kim vô địch Real Madrid khi họ tìm được bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Marcelo chọc khe cho Isco thoát xuống, thực hiện đường căng ngang cho Cristiano Ronaldo, băng lên đệm bóng hạ thủ thành Gianluigi Buffon. Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Juventus đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vì bỏ lỏng Ronaldo. Phút 64, từ quả tạt bên cánh phải của Cavani, Ronaldo trong tư thế không người kèm, tung người thực hiện pha móc bóng, hạ gục thủ thành Buffon. Ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chơi hơn người từ phút 66, Real gia tăng sức ép và Ronaldo một lần nữa tỏa sáng với đường chuyền dọn cổ cho Marcelo thoát xuống, đánh bại thủ môn Buffon từ cự ly gần ở phút 72, ấn định chiến thắng 3-0 cho kèn trắng. Ở trận lượt về, nhập cuộc với cách biệt lớn 3 bàn,
các cầu thủ Juve bất ngờ thi đấu cực kỳ bùng nổ. Ngay phút thứ hai, tiền đạo Mandzukic phá lưới Navas sau một pha đánh đầu. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, vẫn là cầu thủ người Croatia này lên tiếng ở phút 37, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách ngay tại Bernabeu. Phút 60, tiền vệ Matuidi tiếp tục gieo sầu cho Real Madrid với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Và đến phút bù giờ cuối cùng, Real được hưởng 11m. Ronaldo thực hiện thành công giúp Real đoạt vé vào chơi trận bán kết. Tại vòng bán kết, Real đọ sức với đối thủ nhiều duyên nợ Bayern. Bước vào trận lượt đi, phút 28, James Rodriguez mở bóng thuận lợi để Joshua Kimmich thoát xuống trống trải trước khi có pha dứt điểm thành bàn. Phút 44, Marcelo bắt vô lê tuyệt đẹp, gỡ hòa một đều cho Real. Bước sang hiệp 2, chính Bayern còn tự bắn vào chân mình. Một đường chuyền hỏng của hậu vệ trái Rafinha đã bị Lucas Vazquez cắt được. Và sau đó anh tạo điều kiện để Marco Asensio dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trận bán kết lượt về, Real tiếp tục bị dẫn trước bởi pha làm bàn của Joshua Kimmich ở phút thứ 3. Tuy nhiên, Real không phải là đội bóng dễ bắt nạt và nhà đương kim vô địch đã cho thấy sức mạnh của mình khi có bàn thắng gỡ hòa ở phút 11. Từ quả tạt bên cánh trái của Marcelo, Karim Benzema trong tư thế không người kèm đã dễ dàng bật cao đánh đầu hạ thủ môn Sven Ulreich từ cự ly gần, quân binh tỷ số một đều cho Real. Với khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, đội chủ sân Bernabeu đã vươn lên dẫn 2-1 ở đầu hiệp 2 vào phút 46 nhờ công của Karim Benzema với pha đưa bóng dễ dàng vào lưới trống sau tình huống phá hụt bóng của thủ thành Sven Ulreich. Nhận bàn thua thứ hai, Bayern đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và hy vọng đã trở lại với hùm xám khi tiền vệ James Rodriguez có mặt đúng lúc tung cú dứt điểm hạ thủ môn Kylian Navas từ góc hẹp, quân binh tỷ số 2 đều cho Bayern ở phút 63. Tuy nhiên, Real đã bảo vệ thành công tỷ số 2 đều đến hết trận. Với kết quả này, Real đoạt vé vào chung kết với chiến thắng chung cuộc 4-3. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Real giành vé vào chung kết. Tính đến thời điểm đó, tổng cộng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có 16 lần vào chơi ở trận đấu cuối cùng tại đấu trường C1. Số phận trận chung kết Champions League được định đoạt trong hiệp 2 với cả 4 bàn thắng đều đến trong thời gian này. Karim Benzema mở tỷ số cho Real trong tình huống bóng được thủ môn Karius ném vào chân rồi nảy vào lưới. Sadio Mane thắp lại hy vọng cho đại diện nước Anh với bàn gỡ hòa sau đó 4 phút. Nhưng những đốm lửa hy vọng mà Liverpool vừa nhen nhóm đã bị vùi dập bằng duyên làm bàn của Gareth Bale. Cầu thủ vào thay người bên phía Real lập một cú đúp với tuyệt phẩm tung người móc bóng nâng tỷ số lên 2-1 và cú sút xa thành bàn nhờ pha xử lý lỗi của Karius ấn định kết quả 3-1. Với Real Madrid giành chiến thắng 3-1 giúp cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi lần thứ 3 liên tiếp vô địch sân chơi số 1 của bóng đá châu Âu cấp câu lạc bộ. Đây cũng là chức vô địch lần thứ 3 của huấn luyện viên Zidane và lần thứ 13 trong lịch sử Los Blancos. Đừng quên like video để đón xem những trận đấu hấp dẫn khác. Xin chào và hẹn gặp lại!